Mời các bạn xem Festival Copley ở Boston sáng ngày 21 tháng 4 2019 trên khắp các nẻo đường gần quảng trường Copley. Người ta thấy rằng là có cả cửa hàng trăm những cái người hóa trang đi khắp trên đường phố. Đây là một lễ hội mà những người yêu thích những nhân vật hoạt hình của Nhật Bản đã hóa trang và đến dự biểu diễn. Và các bạn sẽ thấy rằng là những cái mái tóc xanh vàng đỏ, những nhân vật huyền thoại ở trong truyện tranh của Nhật Bản xuất hiện trên đường phố, khắp các quán cà phê. Và tôi chụp hình ảnh này là trên tàu điện ngầm mà tôi cũng cùng đi đến. Không chỉ là hóa trang, trang phục, tất cả chi tiết rất tinh tế, từ nón, tóc, áo. Đây là một người đang đi câu cá, có một cành câu. Rồi tất cả những cái dao, súng, những cái thiết bị kèm theo đều rất là độc đáo. Và các bạn thấy là những cái nhân vật được hóa trang và cũng không hoàn toàn hóa trang giống, cũng có thể sáng tạo. Các bạn thấy họ đeo cái kéo trên đầu, tất cả những cái thiết bị gì mà được gắn vào nón, áo, tóc, quần, giày, giống nhân vật mình yêu thích, được thể hiện một kiểu chơi rất độc đáo. Ở Việt Nam tôi thấy cũng có, chúng tôi gặp một số em sinh viên ở trường sân khấu điện ảnh, em cũng đã đi chụp cái dạng này bằng cách là hóa trang giống nhân vật hoạt hình rồi anh chụp hình kiếm tiền. Còn đây là một cái lễ hội và kéo dài suốt 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Các bạn đến đây vừa biểu diễn, vừa giao lưu và cũng dự tiệc buffet, nhưng mà giá không rẻ nha. Các bạn muốn vào dự là phải đóng 75 đô. Rất nhiều người không chỉ hóa trang mà cũng đến tham gia, hoặc là hóa trang vui vui sơ sài và đến tham dự để xem các bạn mình cùng phòng bạn mình. Và các bạn thấy rằng là đây rất nhiều nha, ma quái rất là độc đáo, từ trang phục, quần áo. Đây các bạn thấy một cái kiếm to ngang dắt ngay sau lưng. Tôi tưởng là một buổi biểu diễn nghệ thuật nào đó, nhưng mà thực ra không phải. Đây các bạn là một nhân vật cosplay đã kéo cả một vali đồ nghề để vô là phụ kiện để biểu diễn. Hầu hết là những cái người không hóa trang cũng nhuộm tóc. Đây các bạn, một người đi xe lăn cũng hóa trang thành những nhân vật đi. Và hôm nay là trời mưa lâm râm và cái áo mưa rất là phù hợp, dễ chịu cho cái buổi đi trong mưa này. Các bạn thấy là người khuyết tật ở đây họ cũng rất là tự tin khi tham gia những cái buổi lễ hội này. Và phải nói rằng là trên đường phố khắp nơi họ dừng lại, họ giao lưu và để sẵn sàng để cho mọi người chụp hình cũng như là chụp lưu niệm. Và từng nhân vật đều có tất cả những chi tiết đạo cụ, kể cả bạn bè đi theo ủng hộ. Và nếu các bạn lại gần quan sát thì các bạn thấy những cái bộ giáp đôi khi và bằng mũ, bằng những chất liệu nhẹ được, nhưng mà được cắt dán cũng như là thiết kế thật là giống những cái bộ giáp sắt thật. Rồi sừng hóa trang thành những cái con vật. Đây các bạn thấy một anh chàng hóa trang có hai cái cánh có thể mở ra đóng vào như là cánh dơi, rất là ấn tượng. Thì thấy trên chụp ảnh anh ta còn bẫy cái cánh dơi ra cho mọi người xem. Và rất nhiều nhân vật
to, cao, kể cả béo phì cũng rất là tự tin khi hóa trang thành những nhân vật mình yêu thích và đi biểu diễn. Các bạn thấy không, luôn luôn có những cái gậy, cái dao, cái kiếm hoặc con búp bê hoặc con gấu giống như trong phim hoạt hình. Thì các bạn thấy cái kiếm khổng lồ của một nhân vật nào đó mà tôi cũng không biết. Rồi cái kiếm không thì các bạn vác lại khổ sở rồi, nhưng mà đây cái kiếm có lẽ bằng vật liệu nhẹ. Những cô gái mặc trang phục Nhật Bản, rồi nói chung vô hình vạn trạng, có thể thấy cả cảnh sát, thấy cả những cái nhân vật của Sherlock Holmes cũng thấy, tôi thấy cũng có hết. Gọi là thượng vàng hạ cám đều có thể xuất hiện ở trong cái buổi lễ hội cosplay này. Thú vị nhất là sự hóa trang độc đáo, lạ, hấp dẫn. Có đuôi các bạn thấy không? Tai người dán như lỗ tai heo, tai khỉ, tai lừa vô. Và những cũng có cái hóa trang dễ thương, xinh xắn. Nhưng mà cũng có những hóa trang ma quái, nước mắt, nước máu, răng vân vân, răng hư rồi răng sâu rồi. Thật là lạ kỳ và rất là vui nhộn. Họ mang theo đạo cụ cùng những người bạn hỗ trợ. Tôi tiết 75 đô thì là không mua vé vào, thì đứng ở ngoài đi xem coi ở trên đường phố thôi. Và gặp những cái bạn đó đi trên đường phố thì chụp làm quen giao lưu thì 75 đô khoảng 2 triệu tiền Việt Nam, phí quá. Thì các bạn thấy không, những cái trang phục rất chi tiết, từ phía trước ra sau lưng. Điều mà cuộc thi đó cũng đòi hỏi rất nhiều cái độc đáo là về cả kỹ thuật biểu diễn nữa. Mời các bạn xem.